Có rung không? Dạ cũng rung rồi, hồi hộp một tí. Quý vị biết tại sao Quang Bảo hỏi như vậy không? Tại vì thường á là vận động viên mà khi được mời đến tham gia những chương trình talk show như thế này thì thường là họ luôn có một cái tâm lý là bị căng cứng một chút xíu. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay Phong cứ yên tâm, bởi vì ngày hôm nay không chỉ là một mình Phong là vận động viên đâu, mà Bảo ngày xưa cũng là cựu vận động viên nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn là hai người cũng là vận động viên giống nhau và cùng trò chuyện với nhau, thì hy vọng là sẽ giúp cho Phong thoải mái hơn. Okay? Phong nghĩ nó cũng sẽ dễ dàng hơn đối với Phong. Rồi, thế thì chúng ta vừa xem là một cái đoạn clip về những cái thành tích mà Phong đã đạt được trong suốt những cái thời gian vừa qua. Và Bảo nghĩ rằng là không phải bạn trẻ nào cũng được như Phong. Bên cạnh những thành tích về thể thao, về cái niềm đam mê lớn nhất cuộc đời mình, thì Phong còn tham gia với rất là nhiều những cuộc thi liên quan tới thời trang cũng như là dành cho giới trẻ. Và bạn cũng đã đạt được những cái thành tích cũng có thể nói là khá là cao. Vậy thì khi mà nhìn lại một quãng đường như thế, bạn cảm thấy như thế nào? Phong cảm thấy là mình thực sự là may mắn. Là một vận động viên trẻ, nhưng là lại được các thầy cô, cái đơn vị cũng tạo cho nhiều cơ hội để cọ sát, được tham gia nhiều giải đấu lớn trên thế giới. Thực ra thì khi đi thi đấu thì mình không chỉ là để trau dồi về chuyên môn, cọ sát về chuyên môn, thì bên cạnh đó thì mình còn được đặt chân tới những đất nước mới, những vùng trời mới mà đó giờ Phong chưa bao giờ mà Phong nghĩ là Phong có thể được đặt chân tới, như là Hàn Quốc, Peru hay là vân vân, và tất cả những nơi mà Phong có cơ hội đặt chân tới. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại từ lúc mà Phong bắt đầu chạm ngõ đến với lại Taekwondo. Phong có còn nhớ được rằng là vì sao mình lại quyết định là chọn cái bộ môn này thay vì là những cái bộ môn thể thao khác, và cái cơ duyên nào để mà giúp Phong đem đến với lại Taekwondo? Phong không hề chọn Taekwondo. Phong không hề chọn Taekwondo. Mà chính ba Phong là người chọn Taekwondo cho Phong. À. Mọi người thường nghĩ là Phong là có một cái vóc dáng thanh tú, một gương mặt thanh tú và giọng nói nhẹ nhàng thì nó khác hẳn với là một vận động viên Taekwondo. Nhưng cái gì thì nó cũng có cái lý do của nó. Thì là từ nhỏ Phong là một người nói chung là ốm yếu, dân gian người ta thường gọi là khó nuôi. Ba Phong thì cũng muốn cho Phong đến một cái lớp tập võ Taekwondo là chủ yếu là để muốn rèn luyện sức khỏe của mình mà thôi. Chứ Phong không hề nghĩ là nó sẽ là một cái đam mê của Phong. Ngày nào ba cũng đưa đón Phong đến nơi, rồi đứng xem Phong tập như thế nào. Rồi Phong còn nhớ là khi mà Phong ra những cái đòn thế được đẹp mắt, ba là người đứng mà cổ vũ, tán thưởng cho Phong. Mà cũng có những lúc mà Phong thi đấu thất bại, thì ba cũng thường hay la, hay rầy. Thì nhờ đó thì Phong cũng cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Phong với ba giống như là một cái sự gắn kết vậy. Cho đến ngày ba mất. Thì người ta thường nói trong tình yêu cũng vậy, khi mà mình gắn kết với một cái điều gì quá lâu thì nó sẽ trở thành mình yêu nó, lúc nào cũng không hay. Và Phong đam mê bộ môn Taekwondo từ khi đó. Nhắc đến ba thì Phong lại cảm thấy như là ba là một niềm tự hào cho Phong rất nhiều. Bây giờ Phong vẫn luôn quan niệm rằng là chỉ từ khi võ thuật từ bỏ Phong thì Phong sẽ từ bỏ nó. Và Phong làm mọi cái tâm niệm mà ba Phong muốn, mà Phong đang cố gắng, thì Phong đang làm nó cho đến ngày hôm nay. Em gần như là tập lại như là một đứa trẻ mới biết đi vậy. Nếu em nghĩ là em không có huy chương chắc em cũng từ bỏ luôn, em dừng luôn. Vì là em nghĩ là Taekwondo không chọn mình nữa rồi. Thì mục đích của em thì tham gia các cuộc thi đó thì cũng chỉ để là quảng bá hình ảnh của một vận động viên thể thao đến với khán giả, người hâm mộ. Tính ra không chỉ là một chàng trai giỏi võ mà còn là một chàng trai có rất là nhiều những cái tâm tư tình cảm, mà đặc biệt đối với là người cha của mình, đúng không quý vị? Quang Bảo hiểu được chuyện đó. Tại vì đối với lại những phụ huynh nào mà khi mà nhìn thấy con mình có thể lập nên được những cái thành tích cao, thì đối với họ nó còn nhiều hơn cả một niềm hạnh phúc, nhiều hơn cả một niềm tự hào. Nó không có một cái ngôn từ nào nó có thể lột tả được cái chuyện đó. Và anh tin rằng là ba Phong, dù là bây giờ không còn nữa, nhưng mà vẫn sẽ luôn luôn ở đâu đó và tự hào về Phong khi mà thấy Phong như thế này. Ngày hôm nay đã trưởng thành, ngày hôm nay đã trở thành một vận động viên rất là triển vọng của đội tuyển Taekwondo quốc gia, đúng không? Nhưng mà Phong có nhớ chính xác được cụ thể là cái năm mình bắt đầu với Taekwondo là năm bao nhiêu tuổi không? Phong bắt đầu theo đuổi Taekwondo từ năm lúc 7 tuổi. 7 tuổi? Dạ. Anh nghĩ là anh với em có quá nhiều điểm giống nhau. 7 tuổi anh cũng đến với bơi lội, và cũng là mẹ anh là cái người mà đưa anh đi bơi, chứ anh lúc đầu cũng không bao giờ nghĩ là anh sẽ theo bơi lội cả. Và đúng như em nói là cái gì mà mình gắn bó với nó quá lâu thì tự nhiên mình yêu nó lúc nào mình không hay. Thế rồi cái huy chương đầu tiên mà em đạt được, em có nhớ là năm nào không? Huy chương đầu tiên, nó có rất là nhiều huy chương đầu tiên. Tại
từ khi mà còn nhỏ, khi mà em được thầy cô nhìn nhận ra được cái khả năng thi đấu của em, em thi đấu đối kháng, thì là cái chiếc huy chương đầu tiên đó thì em cũng đạt được huy chương vàng. Đầu tiên đã vàng rồi. Dạ. Vậy là anh khác em, anh đầu tiên là đồng thôi à? Dạ. Khi mà em lớn lên một tí nữa thì em cũng vững vàng. Mà khi em lên chạm ngõ vào cuối năm 2012, là cái năm đó là phải nói là một cái năm thực sự kinh hoàng đối với em. Tại sao? Cái giải đó là em tranh một cái giải châu Á. Giải châu Á hả? Dạ, em vô tình gặp bị chấn thương. À. Cảm giác như là em khó hồi phục. Và em đến với đối kháng không được nữa. Và em chuyển qua biểu diễn quyền. Lúc đó cụ thể là em bị chấn thương nào? Tay hay là chân? Và hay là em bị chấn thương chân à? Ở đầu gối dạ. Là gần như là đứt dây chằng. Gần như đứt dây chằng. Dạ. Đó có thể nói là một cái chấn thương rất là nặng trong Taekwondo. Dạ. Và coi như là trong suốt quá trình chuẩn bị để mà chuẩn bị đấu cái giải trẻ châu Á đó thì là em đã bị chấn thương. Dạ. Và mình bắt buộc mình phải từ bỏ cái giải đó. Dạ đúng rồi. Đúng là cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc lúc đó của em là coi như là Taekwondo không chọn mình nữa rồi. Em cảm giác như là em muốn từ bỏ luôn. Thì may mắn thay thì là em được chuyển qua một cái hệ thống thi đấu khác là thi đấu biểu diễn quyền. Và cái thời gian tập luyện của em không, cũng không nhiều. Mà em gần như là tập lại như là một đứa trẻ mới biết đi vậy. Tại vì khi đối kháng thì mình nó cần sức nhanh, mạnh. Còn quyền thì mình cũng phải cần độ dẻo. Và cần phải đủ đá thật dứt khoát. Mà khi em chạm ngõ với một cái hệ thống đấu khác thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Và đến với một cái giải vô toàn quốc, năm đó là năm 2013, thì em may mắn thay là em được huy chương đồng. Nếu em nghĩ là em không có huy chương chắc em cũng từ bỏ luôn, em dừng luôn. Vì là em nghĩ là Taekwondo không chọn mình nữa rồi. Nhưng mà lúc đó là ai là người đã giúp đỡ em trong cái giai đoạn mà khó khăn nhất đó của em? Lúc đó thì là thầy của em cũng là người bên cạnh và động viên cho em. Và chấp nhận em là chuyển giao cái từ thi đấu đối kháng qua biểu diễn quyền. Và thế nên thì em mới có được ngày hôm nay. Anh rất là hiểu tâm lý của một động viên đỉnh cao khi mà họ đang đứng trên tất cả mọi thứ, một cái tương lai rất là rực rỡ đang mở ra trước mắt họ. Em huy chương vàng rất nhiều giải, đây là tiếp tục là một giải châu Á mà em tin rằng là mình cũng có khả năng đạt huy chương rất là cao, đúng không? Vậy thì đùng một cái, lúc mà em biết em bị chấn thương, lúc đó em có muốn từ bỏ không? Thì em cũng nghĩ là thôi chết rồi, đã đi đến được tới đây rồi mà đùng một cái thì mình bị chấn thương, thì em nghĩ là em cũng sẽ từ bỏ. Nói quyết tâm thì trong con người em rất là quyết tâm nhiều. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không còn phù hợp với bản thân mình nữa rồi. Mình sẽ cần chuyển đổi qua những cái thứ mà nó phù hợp với mình hơn. Để mà mình biết nắm bắt cơ hội nó đến. Thì em nghĩ là nó sẽ được tốt hơn. Đôi khi mình buông bỏ những cái thứ là mình không được, mình nắm bắt những cái khác thì coi như mình cảm thấy nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh nghĩ là em có rất là có cái tinh thần của một võ sĩ, là em kiên trì không từ bỏ, mà bên cạnh đó là em còn biết cương, biết nhu, biết thế nào là nên mạnh, lúc nào thì mình nên nhẹ lại và mình nên nhường lại tất cả mọi thứ. Và em đã chấp nhận chuyển đổi nó qua thành quyền. Tại vì thực sự là, tại vì anh rất là ngạc nhiên khi mà anh biết là ngày xưa em đấu đối kháng. Tại vì anh đã từng xem cái màn biểu diễn của em cùng với Lê Châu Tuyết Vân ở SEA Games 29, đúng không? Dạ. Nếu như anh nhớ không lầm, năm 2017 thì là cả hai nó giành được huy chương đồng. Dạ đúng rồi. Coi như đó là một cái màn phối hợp rất là tuyệt vời. Tại vì anh là cùng thời với Châu Tuyết Vân, mặc dù là anh một bộ môn khác, nhưng mà tụi anh đi thi đấu từ cách đây 10 năm cùng với nhau, người ta biết nhau rồi. Dạ. Nhưng mà đó, khi nhìn thấy em ngày hôm nay cùng với đàn chị của mình để tiếp tục giành thêm một cái vinh quang nữa dành cho tổ quốc, thì anh nghĩ đó là một điều rất là đáng tự hào. Thì khi mà em có được cái chiếc huy chương đồng SEA Games đó, em thấy như thế nào? Cái chiếc huy chương đó cũng là cái lần đầu tiên em tham gia SEA Games. Nó cho em nhiều cái bất ngờ lắm. Nó cho em thực sự là hạnh phúc. Em thấy là nhiều người đi thế giới rồi nhưng mà chưa một lần nào được đi SEA Games. Em cảm thấy như nó là một chiếc huy chương danh giá, một chiếc huy chương mà biết bao nhiêu đời vận động viên ao ước được đặt chân tới SEA Games để thi đấu một lần. Em cảm thấy nó quý giá vô cùng và hạnh phúc lắm. Coi như là mỗi giải đấu thì nó đều mang một cái tính chất rất là riêng với nhau, mình không thể nào mình so sánh với hệ thống này với hệ thống kia được. Dạ, đúng. Thế thì em đang hướng tới năm 2019 này là một chiếc huy chương vàng, có không? Giải đấu nào em cũng rất là tự tin và ao ước là em sẽ cố gắng giành được huy chương vàng. Vì mình đã nỗ lực bỏ ra công sức của mình rồi, mình không thể nào mà lãng phí và không thể nào mà không thể nghĩ là
mình tập vì mình không có mục đích. Đối với em là một người là em tập em luôn đề ra những cái mục tiêu, cái mục đích cho riêng mình. Thế nên là em phải quyết tâm dành hết sức mình để giành được chiếc huy chương vàng. Đó là chắc chắn rồi. Đó là cái niềm khao khát của tất cả các vận động viên khi mà họ bước ra sàn đấu đều phải là một cái chiếc huy chương vàng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là huy chương bạc và huy chương đồng không có giá trị, đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bởi vì đôi khi đó là một cái sự thiếu may mắn, đôi khi đó là một cái điều gì đó mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm để mà chui rèn thêm. Nhưng mà đó là chuyện của năm sau. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với lại những câu chuyện khác của em, những cái lần đầu tiên khác của em. Thì bên cạnh việc là một vận động viên kiện tướng taekwondo quốc gia, thì anh còn được biết là em đã từng tham gia cuộc thi Hot Vitin dành cho giới trẻ năm 2014. Ở đó em cũng thi một cái bài quyền. Rồi bên cạnh đó em còn thi là Việt Fashion Icon nữa. Và tất cả những cuộc thi như thế em đều lọt vào top 10. Tại sao em lại quyết định là có những cái trải nghiệm như vậy? Tại vì anh nói thiệt, anh đã từng đi cuộc thi Hot Vitin rồi. Anh cũng có những cái trải nghiệm như vậy rồi. Thì thực ra đối với vận động viên mà họ làm cái gì đó là giống như là một cái chuyện nó rất là lạ lùng, mà hay thậm chí phải nói là nó hơi điên khùng một chút xíu, bởi vì nó đã đi ra khỏi cái vùng an toàn của mình rồi. Tại sao em lại quyết định làm như thế? Dạ thì em dành thời gian để tham gia tất cả các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng như là các chương trình truyền hình, cũng như anh nói là Việt Fashion Icon hay là cái cuộc thi Hot Vitin, là cũng chỉ muốn là để cân bằng lại cái việc tập luyện của em mà thôi. Nếu không thì một con người sẽ trở nên khô khan và thiếu cảm xúc. Như thế thì em nghĩ là nó sẽ ế lúc nào cũng không hay. Nói đùa với anh Bảo thôi chứ em nghĩ là thể thao vốn ít được khán giả biết tới. Mà đặc biệt thì võ thuật thì lại càng ít hơn. Thì mục đích của em thì tham gia các cuộc thi đó thì cũng chỉ để là quảng bá hình ảnh của một vận động viên thể thao đến với khán giả, người hâm mộ. Bên cạnh đó thì em cũng thấy có nhiều cái cá nhân mà đa tài ngoài chuyên môn thì họ cũng có thể lấn sân. Ví dụ như là nghệ sĩ thì họ cũng có thể tham gia các hoạt động thể thao. Thì ngược lại vận động viên như tụi em thì cũng có thể tham gia nghệ thuật. Em nghĩ nó cũng là một cái hay và cũng là một cái mới cho khán giả. Và cũng tạo được cái nguồn cảm hứng cho chính bản thân em. Vậy là anh nghĩ là anh phải bắt tay một cái được không? Tại vì ngày xưa khi mà anh đi thi cuộc thi Hot Vitin giống như mà em thi thì anh cũng y chang như vậy. Tại vì lúc đó là anh bị tức. Anh bị tức là bởi vì sao? Là khi mà anh lên trường đại học, anh đi học á, mọi người nói rằng là dân thể thao là đọc suốt ngày chỉ có biết đánh nhau, rồi suốt ngày chỉ có biết thế này thế nọ, chả có học hành, chả biết gì hết. Cho nên rất là tức khi nghe cái điều đó. Và anh chính là cái người mà đã tham dự cuộc thi để mà được nói lên thôi. Anh không được giỏi như em đâu, anh đâu có biết múa quyền, anh đâu có biết gì đâu. Không lẽ bây giờ anh lên sân khấu anh bơi, đúng không? Đâu có đem sẵn cái hồ bơi lên được. Và anh quyết định là anh đi thi để cho mọi người thấy được rằng là anh được nói ra cái mong muốn đó của anh. Và anh làm một cái điều chưa bao giờ làm trong đời là anh hát trước biết bao nhiêu con người. Nhưng mà may mắn là mọi người cũng ráng chịu đựng anh và chấp nhận được anh. Nhưng mà rõ ràng chắc chắn là em phải rất là run. Tại vì như em nói đó, không thể nào mà nó trở thành một cái chuyện đơn giản được. Tại vì như là mình thi đấu trong sân thi đấu của mình là một cái nơi mình đã quá quen thuộc với nó rồi. Còn cái đằng này là trên một cái sân khấu khác, một cái sân khấu dành để biểu diễn thôi. Vậy thì em có bị áp lực, em có bị khớp, em có bị tâm lý không? Dạ em cũng cảm thấy tâm lý chứ. Em cũng cảm thấy run và cũng khớp lắm. Tại vì em đã tham gia thi đấu quen rồi. Thi đấu đứng trước hàng ngàn khán giả, nhưng mà khi đến một cái sân chơi khác thì nó lại là một cái cảm giác khác nữa. Nó cũng có cạnh tranh đó, nhưng mà là về một cái mặt giải trí khác. Mình thì mình múa võ, còn các bạn khác thì là hát nhảy múa, này nọ. Hai cái nó cũng tương đồng với nhau là cũng đứng trước mọi người được trình diễn. Và em có khả năng đó, và em muốn tham gia những cuộc thi đó để mục đích là cũng quảng bá hình ảnh một vận động viên taekwondo, là giúp cho mọi người biết về taekwondo nhiều hơn. Nhưng là anh nghĩ là em cũng may mắn là bởi vì như người ta luôn luôn nhận xét đúng, em có một cái khuôn mặt rất là thanh tú, một cái ngoại hình rất là chuẩn như thế này thì chắc chắn là em rất là phù hợp. Rồi em còn tham gia việc Fashion Icon nữa. Trời ơi, quý vị biết không, một cái chuyện có thể nói rằng là đối với một vận động viên thể thao mà có thể ăn mặc đẹp là cả một vấn đề. Tới tận thời điểm này chúng ta mới thấy được rằng là các cầu thủ U23 đó thì họ mới biết chăm chút ngoại hình nhiều, tại vì bóng đá thì họ cũng sẽ được nhìn thấy hình ảnh nhiều. Chứ còn vận động viên ngày xưa như Quang Bảo đây là nguyên cái tủ đồ chỉ có hai cái quần jeans, thậm chí là vài và cái áo thun mà có một màu duy nhất, cũng chả có được cái màu thứ hai thứ ba nữa. Nói chung là vận động viên họ luôn luôn sống cái đời rất là khép kín. Nhưng mà rất là vui là bởi vì gần đây thì tất cả các vận động viên của chúng ta cũng đã bắt đầu được mọi người nhìn nhận một cách tốt hơn, và cũng đã bắt đầu có được những cái chỗ đứng trong xã hội hiện tại. Không phải là mình đạt chiếc huy chương vàng là mình nhớ nhất,
Mà bên cạnh đó, những cái lần thất bại đó mình lại nhớ nhất. Ra đấu quốc tế đâu ai gọi Hồ Thanh Phong, mà gọi là hai chữ Việt Nam. Khi mà kéo cờ lên, em cảm thấy hạnh phúc đó. Em cảm thấy như là có ba bên cạnh và muốn chia sẻ liền cho ba luôn. Tiếp tục câu chuyện với những lần đầu tiên của mình. Khi mà em tham gia những cái cuộc thi như thế này, rồi đạt được những cái thành tích như thế này, có bao giờ em nghĩ là em sẽ dừng lại hoạt động thể thao của mình để bước qua một lĩnh vực khác không? Em không nghĩ như thế. Tại sao? Tại vì là khi mọi người biết đến em là mọi người chỉ nghĩ đến là a à, thằng bé này là tập taekwondo. Chứ nó không phải là ôi thằng bé này là diễn viên, hay là bé này đạo diễn, hay là thằng bé này là hát ca hát gì. Không phải. Mọi người chỉ nghĩ em là một vận động viên taekwondo thôi. Nhưng mà nếu có cơ may, cũng gần đây thì em cũng được nhận rất là nhiều lời mời tham gia vào dự án điện ảnh. Và em cũng muốn là có một cái một đả nam trên màn ảnh rộng. Ở trong nước thì cũng giống như là anh Johnny Chí Nguyễn cũng đem cái võ thuật lên trên màn ảnh rộng cho khán giả ấn tượng hơn rất là nhiều. Và em cũng muốn sẽ có một cái trải nghiệm mới lạ dành cho riêng em. Coi như là đã cũng có rất là nhiều những cái lời mời rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ là vẫn đang tập trung cho taekwondo là nhiều nhất. Dạ đúng. Còn cái chuyện đó là cái chuyện mà tương lai mình mong muốn nó sẽ như thế nào. Dạ. Làm sao mà từ chối được ta? Nhưng mà đôi khi em lại cảm thấy nè, điển hình như là có những bạn trạc tuổi em, họ rất là may mắn, như là bạn Bùi Tiến Dũng. Cái sự yêu thích của khán giả dành cho bạn ấy nó một hơn khác. Của em rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Tuy là cái huy chương của bạn không nhiều bằng huy chương của em, nhưng mà bù lại thì bạn được khán giả biết tới và yêu thương nhiều hơn. Đôi khi em lại cảm thấy hâm mộ ngược lại cái bạn đó. Có bao giờ em tự mãn không? Tại vì với một cái người sinh ra mà vừa có khuôn mặt thanh tú nè, vừa có ngoại hình nè, rồi vừa có tài năng, rồi vừa được mọi người hâm mộ nữa, thì cái tâm lý mà để sinh ra tự mãn thì nó rất là dễ. Em cảm thấy đó chỉ là một phần trong cuộc sống của mình thôi. Cũng như em nói là mọi người cũng nhắc đến em là taekwondo. Nên thì võ thuật đã chọn em rồi. Thì em cũng trót theo nó luôn. Nên chính vì thế mà em không tự mãn mà từ bỏ nó. Mà để chuyển sang một cái hướng khác. Hay là vì em có một cái gương mặt như vậy, hay là em có một cái ngoại hình đẹp như vậy, thì em thì mọi người có thể nói là mình chuyển qua là mình chuyển qua được. Nhưng mà không. Ở mọi công việc nào nó cũng có một cái khía cạnh và nó có một cái điểm khác với nhau. Nên em cũng không bao giờ tự mãn với bản thân mình. Rõ ràng anh chỉ muốn hỏi để mà một lần nữa minh chứng lại là em vẫn luôn luôn có một cái niềm đam mê rất là lớn đối với lại taekwondo mà thôi. Thật ra đôi khi cái tự mãn ở đây của anh nói nó không phải là mình coi thường những gì mình có, nhưng mà đôi khi mà mình là vận động viên rồi mình đạt được những cái thành tích đó thì mình đôi khi mình cũng có một cái quyền tự hào quá mức một chút xíu với bản thân mình. Nhưng mình không nói điều đó ra với ai hết. Mình giữ đó trong lòng và nói là hôm nay mình làm được cái điều này rồi. Cái điều này chỉ có mình làm được thôi. Thì đôi khi cái tự mãn nó chỉ là nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó là tiếp tục là một cái động lực để mà giúp cho em có thể phát triển tốt hơn trong cái công việc này của mình. Anh được biết là hình như là bên cạnh cái việc là em là vận động viên ra, tập luyện ra, thì em còn đang đi học nữa. Em học ngành gì ở trường nào? Em học trường đại học Tôn Đức Thắng. Và là ngành quản lý thể thao. Lại học chung ngành với anh. Nhưng mà ngày xưa là anh học ở trên trường 2. Em học năm mấy rồi? Em năm 4 rồi. Năm 4 rồi. Và năm nay cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Do cái lịch thi đấu của em rất là nhiều. Em còn nhớ là tới năm 2 hay sao, em đã hoãn việc học lại. Và em dành tập trung vào thi đấu. Lúc đó thì em chỉ nghĩ biết tới là tập và cố gắng thi đấu để có thật nhiều huy chương. Em còn trẻ mà. Em cứ trải nghiệm. Đến một cái lúc nào bước qua rồi thì mình nhìn lại về cái thời thanh xuân của mình cảm thấy tự hào và hài lòng. Em không muốn là mỗi giây phút mà em trôi qua là em phải lãng phí một cái thời gian nào đó. Tuy là em hoãn việc học lại là em mất rất là bao nhiêu kiến thức. Nhưng mà em bù vào đó, sau những giây đấu em lại được những gì, em cũng cảm thấy là mình vui và hạnh phúc. Không sao, cứ túc tắc thôi. Cái việc học là việc cả đời. Anh ngày xưa cũng nợ môn nhiều, tại vì cũng đi thi đấu nhiều, chứ cũng không có thể nào mà học xuyên suốt được. Quan trọng là chúng ta có đủ cái ý chí để mà chúng ta quay lại với cái việc đó hay không. Nhưng mà anh tin rằng là ai cũng cần bổ sung những kiến thức cho mình sau khi mà chúng ta rời nghiệp thể thao, đúng không? Tại vì đúng là không phải ai
cũng có được cái sự may mắn như là anh em mình đang ngồi đây, mà đặc biệt là các vận động viên. Tại vì sau khi mà họ thi đấu đỉnh cao rồi thì họ không có một cái sự trang bị tốt nhất để mà cho cái chặng đường sắp tới của mình. Thì anh nghĩ là em đang có quá nhiều những cái lợi thế, thì em không nên từ bỏ bất kỳ một cái lợi thế nào hết trơn á. Thế thì bây giờ thử đi, nhắc lại trong suốt những cái năm tháng vừa qua, trong suốt một cái quá trình từ khi là vận động viên rồi sau đó là tham gia những cái hoạt động khác, những cái phong trào khác, thì đâu là cái giây phút mà em cảm thấy thích thú nhất trong cuộc đời? Em cảm thấy thích thú nhất là em vẫn còn nhớ như in là cái năm 2016 là giải vô địch thế giới tổ chức tại Peru. Em thi đấu không đạt được thành tích gì hết. Người ta mà lại nhớ nhất. Dạ, em nhớ nhất. Không phải là mình đạt chiếc huy chương vàng là mình nhớ nhất. Mà bên cạnh đó những cái lần thất bại đó mình lại nhớ nhất. Trong những cái lúc tập luyện á thì em cũng có để ý những cái bạn nữ á, tại vì những người nước ngoài bạn ấy xinh lắm. Dạ. Xong rồi khi mà em đi về thì em xách vali đi xuống thì ở dưới lễ tân á thì có gửi cho em một cái phần quà. Thì nói là có một cái bạn gái là gửi tặng cho em. Đó là tại vì lúc đó em thi đấu là cái thời tiết rất là lạnh. Mà là một cái mũ len. Và trong đó là một cái bức thư mà bạn ấy đại loại ghi nôm na ngắn gọn là cố lên, đừng có nản nữa, rồi trước mắt mình thì còn những cái cơ hội đó đang chờ đợi mình. Thì em cũng cảm thấy tự vui. Buồn đó khi mà về mà mình không có huy chương, mà khi các anh chị em đồng đội mình có huy chương mà mình lại không có thì mình cũng cảm thấy tủi. Nhưng thì qua đó thì những có cái kỷ niệm đó thì em cũng cảm thấy như mình cũng đỡ bớt hơn phần nào. Coi như nó cũng là những cái lần đầu tiên. Đúng không? Lần đầu tiên mình tham gia thi đấu nhưng mà mình không đạt những gì mình mong muốn, rồi mình tham gia thi đấu lại có một ai đó luôn luôn mặc dù là xa lạ nhưng mà lại quan tâm, rồi còn viết những cái lá thư như thế. Chắc chắn là một cái điểm rất là đáng nhớ rồi. Thế thì nếu như bây giờ có một cái người mà em sẽ luôn luôn nhớ khi mà nhìn suốt lại cái chặng đường vừa qua thì đó sẽ là ai? Không ai khác ngoài ba em cả. Tại vì ba là người hướng cho em đi taekwondo, chứ em chưa hề chọn taekwondo. Và hình bóng đó nó như in, nó nặng lắm anh. Nó cũng đi sát bên em, ngủ em cũng thấy, tập luyện em cũng thấy. Tập luyện mà em nhìn ra ngoài cửa nha là em thấy, ôi sao thấy hình dáng bóng ba mình đứng đó mà cổ vũ. Là tự nhiên em cảm thấy phấn đấu, em quyết tâm nhiều hơn. Khi mà em đi thi đấu cũng vậy nữa. Không phải ra mà người ta nhắc tới tên Hồ Thanh Phong. Ra đấu quốc tế đâu ai gọi Hồ Thanh Phong, mà gọi là hai chữ Việt Nam. Khi mà kéo cờ lên em cảm thấy hạnh phúc lắm. Em cảm thấy như là có ba bên cạnh và em muốn chia sẻ liền cho ba luôn. Và em còn nhớ là hồi đó khi mà em nhận được cái huy chương vàng đầu tiên thì em có về, em có nói với mẹ là em như con nít vậy. Em về em nói với mẹ là mẹ ơi, mẹ có thể cho con đem chiếc huy chương này lên bàn thờ cho ba được không? Em cảm thấy như là em còn trẻ con á. Anh không nghĩ đó trẻ con đâu. Tại vì trẻ con thường thì người ta ham vui lắm. Và các bé thường sẽ không bao giờ nhớ những cái gì mà đang có bên cạnh, biết trân quý cả. Nhưng mà như em đang trân quý tất cả những gì em có. Em luôn luôn nhớ về cái người mà đã tạo cái niềm cảm hứng cho em, chăm sóc em, theo sát em và đã luôn luôn động viên em trong những cái lúc khó khăn nhất. Thì anh nghĩ em đã trưởng thành. Và anh tin rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì khán giả cũng sẽ không chỉ hiểu hơn về một vận động viên taekwondo Hồ Thanh Phong, mà còn hiểu đây là một cái chàng trai mà đa sầu, đa cảm, nhưng mà cũng luôn luôn có một cái lối sống rất là tích cực, luôn luôn nhìn về những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời. Và em có còn có những cái dự định với những cái trải nghiệm nào mới khác mà em dự định sẽ làm trong tương lai không? Trong tương lai thì em cũng không thể nói trước, nhưng mà trước mắt em là những cái giải đấu lớn quan trọng. Đặc biệt là sắp tới em tham gia giải vô địch thế giới tổ chức tại Đài Loan. Và xong sau đó là một cái giải đại hội toàn quốc. Tháng 12. Mấy Hà Nội đúng không? Dạ đúng rồi. Là em cảm thấy như là khi mà mình thi đấu nước ngoài á, nó đã khó hơn rồi, mà cái giải đại hội toàn quốc này nó lại càng khó hơn nữa. Áp lực lắm. Áp lực. Như anh Bảo cũng biết áp lực 4 năm mới có một lần, rất là áp lực. Và em phải cố gắng thật nhiều hơn nữa và quyết tâm tập luyện thật nhiều hơn nữa để giành được chiếc huy chương đó về cho mẹ cũng như là cho ba và cho mọi người đã tin tưởng và yêu thương em. Nhưng cơ hội mà
có được cái ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Đêm Muộn. Mà đó giờ thì em cũng không bao giờ là một vận động viên mà. Anh biết là vốn dĩ em rất là thô kệch. Và em không có thường hay nói những cái lời hoa mỹ. Nhưng chương trình này thì em cũng muốn gửi một cái lời biết ơn sâu sắc nhất đến thầy cô, ban lãnh đạo, những người đã tạo điều kiện cho em được đặt chân tới những đất nước mới, những chân trời mới, trên những sàn đấu danh giá đó. Và em thực sự biết ơn. Và anh nghĩ là chúng ta cũng nên biết ơn thêm những cái lần đầu tiên, những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời để tạo dựng nên chúng ta ngày hôm nay. Đúng không? Một lần xin được cảm ơn Thịnh Phong rất là nhiều đã dành thời gian đến đây để tham gia cùng với lại Chuyện Đêm Muộn. Và xin được chúc cho bạn sẽ tiếp tục thành công trong những đấu sắp tới ở Đài Loan, rồi hay là đặc biệt là đại hội quốc gia, thành phố đang rất là trong đời ở em. Em cảm ơn anh Quang Bảo, cũng như cảm ơn khán giả đang xem chương trình Chuyện Đêm Muộn. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị cùng với lại kiện tướng Taekwondo Hồ Thành Phong. Và Quang Bảo hy vọng rằng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì giống như Hồ Thành Phong đã chia sẻ, chúng ta sẽ cố gắng sống từng phút giây của mình trở nên ý nghĩa hơn và không có bỏ sót bất kỳ một cái giây phút nào bên cạnh những người thân yêu của mình cả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quà tặng lúc nửa đêm.